Sáng ngày 27 tháng 9 tại Đà Nẵng, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2018. Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đến dự và phát biểu chào mừng. Tham gia lớp tập huấn có gần 300 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, quản lý thuộc các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân. Trong 2 ngày, các học viên sẽ được hướng dẫn về thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần, hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu, một số vấn đề mới trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế quốc phòng. Trong khuôn khổ tập huấn, các học viên có điều kiện trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong hoạt động quản lý của cơ quan đơn vị.